Kính thưa các bạn, đây là điện gió ở tại Ninh Thuận nha. Nó nằm ngoài Chí Công luôn ha. Qua Cà Ná nè. Ở đây là hướng gió, bây giờ ở dưới này rất là gió. Không biết là ai làm dự án này, cái độ cao này là 100 mét là bao nhiêu đây anh em? Cái nguyên tắc của nó là nó truyền động qua cái bộ truyền động gì đó, về mặt cơ khí thì mình không biết. Nhưng chắc chắn thì nó có một cái một đầu phát trên đó nha. To kinh khủng. Hôm nay đoàn đi đám cưới. Bãi biển xanh rì nè. Ồ, nó kêu tiếng ồn cũng to ghê hả? Cái quạt kêu to ghê chứ. Hay. Cái quạt nó kêu to ghê luôn này. Nhưng mà lý gì hết sao? Dạ. Còn gió nhiều nhiều sao điện đang biết là sao? À, cái đó thì cái này đầu tư lớn lắm thầy ơi. Cái đó thuộc về chính phủ chứ còn cái đó em không trả lời được thầy.